Hi hi hi, welcome back. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với video của sinh viên EdX của mình là Lan Anh. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với bộ môn khoa học quản lý. Và cái cuốn sách ngày hôm nay chúng mình cũng đang thảo luận đó là cuốn sách Từ thư và phần trình bày của bạn Nguyễn Thị Vân. Trong cuốn sách này thì bạn đã chọn ra một cái subject, một cái chủ đề đó là nhân tố cốt lõi của quản lý chính là con người. Và để xem nội dung của nó thì gồm những cái gì thì chúng ta cùng đi vào những chi tiết sau của video nha. Ok, let's start it. Thì cái cuốn sách này nói về Khổng Tử thì đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu một số cái thông tin của Khổng Tử. Các bạn có thể thấy ở trên này thì Khổng Tử hay còn có tự đó là Trọng Ni, mà năm sinh năm mất thì các bạn có thể theo dõi đấy. Thì Khổng Tử là một nhà tư tưởng, triết học, nhà giáo dục cũng như là chính trị gia rất là nổi tiếng. Và ông là người Trung Hoa. Người Trung Hoa thì đã tôn xưng ông chính là vạn thế sư biểu, tức là bậc thầy của muôn đời. Triết học của ông nhấn mạnh đến sự tu dưỡng đức hạnh cá nhân và cai trị bằng đạo đức, tu thân, tề gia trị quốc, bình thiên hạ. Về Khổng Tử thì ông đi theo một cái xu hướng đó là đức trị và lễ trị. Hiện tại trong xã hội hiện tại thì chúng ta có tồn tại ba cái hình thức quản lý con người, đó chính là pháp trị, đức trị và lễ trị. Thì với quan điểm của Khổng Tử thì ông sử dụng đó là phương pháp lễ trị cũng như là đức trị. Thế tuy nhiên trong cái thời đại mà ông còn đang sống, khi mà ông đề bạt với cả quan chức nhà nước rằng là có cái phương pháp đào tạo như thế này này, có phương pháp quản lý con người theo kiểu đức trị và lễ trị như thế này, nhưng cái phương pháp của Khổng Tử lại không được duyệt, không được áp dụng. Lý do tại sao lại như vậy? Bởi vì thứ nhất, với cái việc áp dụng lễ trị và pháp trị, nó chỉ ứng dụng và nó chỉ có thể gọi là sử dụng được với những đối tượng mà có cái tầng lớp tri thức khá là cao, có sự hiểu biết và nhận thức nhất định, chứ không phải là ai cũng áp dụng được. Bởi vì lễ trị là mình đánh vào cái bản ngã của con người, thì lúc đấy là phải những người nào có tầm hiểu biết thì người ta mới động được vào đó. Thế nhưng mà trong cái thời điểm đấy gọi là một cái thời mà nó rất là loạn lạc, dân kiểu nói chung là rất là khổ cực, vì thế mà cái việc học thức của người dân là không phải là một điểm mạnh của Việt Nam thời bấy giờ. Chính vì thế để việc áp dụng đức trị và lễ trị là một việc hoàn toàn khó, rất là khó. Giống như kiểu mọi người tưởng tượng là với một cái nhân sự mà nói mãi chẳng biết, một cái nhân sự mà nói thế nói nữa không giải quyết vấn đề gì, thì chúng ta có chuyển động được đến thế hay chuyển động được đến nữa chăng nữa thì cũng không có vấn đề gì hết, cũng không có một cái hiệu quả gì cả đấy. Thì chính vì thế mà cái đợt đấy lúc sinh thời thì cái phương pháp lễ trị và đức trị của Khổng Tử không được duyệt. Và thêm một cái lý do nữa đó là khi áp dụng đức trị và lễ trị thì mọi người phải tưởng tượng là nó sẽ phải có những cái thay đổi rất là lớn trong cái cách vận hành của một quốc gia. Và thời điểm đấy thì cái việc mà tự nhiên thay đổi cái phương pháp quản lý người thì nó sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của một số người. Chính vì thế là các nhà, và đặc biệt là khi mà đã áp dụng pháp trị á, với nền pháp trị thì cái uy quyền của các tầng lớp thống trị đã được đề cao rất là lớn. Nếu như mà thay đổi để mà áp dụng lễ trị và đức trị thì cái đấy nó lại sẽ mất đi. Thì đấy là cũng là một lý do rất là lớn khiến cho cái phương pháp quản lý người của Khổng Tử không được duyệt với cái triều đại thời bấy giờ. Đó, thì đấy là một số thông tin về Khổng Tử mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Trong cái phần này thì cái đầu tiên mà tác giả nhắc đến đó chính là về nhìn người. Có trích dẫn một câu nói của tục ngữ rằng là không biết vật thì nửa đời khổ, không biết người thì cả đời khổ. Tức là nếu như mà chúng ta không nhìn ra, chỉ đơn giản thôi, một cái câu nữa đó là chọn bạn mà chơi, thì để làm sao để chọn được bạn thì chúng ta phải biết được bạn đấy là người như thế nào thì chúng ta mới chọn được, đúng không? Cái này thì không cần phải chia sẻ nhiều nữa, đúng không ạ? Rồi đấy, mọi người thường nói rằng là nhìn mặt thì bắt hình dong, thế nhưng mà câu nói đấy đúng hay không đúng thì nó cũng chỉ mang tính 50-50 mà thôi, bởi vì trên thực tế nó cũng chỉ là một lý thuyết đấy. Ở đây Taylor thì có một nói rằng là với một bông hoa, với một cái là nếu như mà mình với một bông hoa, một con bướm, thì mình có thể nhìn vẻ ngoài để mà đánh giá rằng là bông hoa này đẹp hay là không đẹp, con bướm này khỏe mạnh hay không khỏe mạnh. Nhưng với con người thì không thể áp dụng được cái đấy, bởi vì là biết người biết ta, mọi người, đó là chi nhân chi diện bất chi tâm, đúng không? Biết người biết mặt nhưng lại chưa chắc là biết lòng đấy. Thì với con người thì cái việc nhìn nhận này nó khó hơn rất là nhiều so với việc mình nhìn cái đồ vật bên ngoài. Thì đấy là quan điểm của Taylor. Thì làm thế nào để nhìn người thì chúng ta thường sẽ phải nhìn vào body language hơn là nhìn vào cái mà người ta cố thỏ vẻ ra ngoài. Body language, đặc biệt là cái ánh mắt của chúng ta, là cái rất là dễ khó để nói dối đó. Thì đấy là một trong những cái phương pháp các bạn có thể áp dụng, tất nhiên là chỉ là lý thuyết thôi, còn ứng dụng như thế nào thì phải tùy vào mỗi cá nhân.
Ý tiếp theo nữa đó là dùng người. Nhìn người xong rồi, đánh giá được người rồi thì chúng ta phải dùng người. Dùng người như thế nào? Dùng người vào đúng người và đúng việc. Đấy, bởi vì là nếu như cái việc mà mình, nếu như một người người ta mạnh về cái điểm A nhưng mình cứ bắt người ta làm công việc B thì chắc chắn là năng suất người ta sẽ thấp hơn, đúng không ạ? Chính vì thế mà sau khi chúng ta gọi là phân loại là nhân sự thì chúng ta phải biết cách dùng cái người đấy vào đúng cái việc mà người ta thuộc về. Đấy. Có một số ý ở trong cuốn sách thì có nói rằng là với những người có đức, không quan trọng tiền tài thì chúng ta không thể nào mà dùng cái lợi ích để mà thuyết phục, để mà cám dỗ người ta được. Với những người trung thực như vậy thì chúng ta nên ưu tiên cho họ làm công việc về tài chính. Đấy. Những người nào mà dũng cảm thì hãy để cho họ làm những công việc rất là quan trọng và cấp bách. Những cái người mà tư duy nó hơi thấp một chút, dễ tin người một chút thì không thể để làm những cái việc mà đánh giá hay nhận xét được. Đấy. Rồi bất trung ở đây tức là không trung thành á. Đấy, rất là dễ bị lay động bởi các yếu tố bên ngoài thì không thể nào mà để họ biết về cái cơ hội kinh doanh, bởi vì là nay đây thì mai đó, rồi dễ chán thì cũng dễ bỏ, dễ thích thì cũng dễ chán, kiểu như vậy. Với những người mà thích tiền tài thì chúng ta cứ nói chung là kiểu như là người ta có một cái lòng tham nhất định ấy, thì chúng ta không nên để cho họ phụ trách về cái mảng tài chính tiền tệ ở trong doanh nghiệp, bởi vì là lúc đấy thì khi mà lòng tham nổi lên thì rất là khó kiểm soát bản thân. Rồi tiếp theo là nặng về tình cảm thì đúng rồi, thì không nên cho sách nó là không nên để vào cái công việc là ra quyết sách. Đấy. Đó, tiếp theo đó là sau khi đã dùng xong thì phải tín nhiệm, tức là nếu mà là không dùng, không tin thì không nên dùng, mà đã chọn dùng rồi thì chắc chắn là phải tin. Đấy là một quan điểm của Tào Tháo, một quan điểm rất là nổi tiếng. Và khi mình đã dùng người rồi, mình đã tin họ, và nếu như họ mắc sai lầm thì chúng ta phải khoan dung, nghiêm khắc với bản thân và khoan dung với người khác. Cái này dùng với lý thuyết trong vuông ngoài tròn mà Edic đang giáo dục các bạn sinh viên. Đó, thì đấy là những cái kiến thức gọi là dễ hiểu nhất mà bạn Nguyễn Thị Vân đã chia sẻ với mình trong tiết học vừa rồi, rút ra từ quyển Tứ Thư. Tứ Thư là một cuốn sách khá là kinh điển và nó rất là khó hiểu. Vì thế là mình nghĩ là nếu như bạn có thể muốn gọi là tìm hiểu sâu hơn về cuốn sách này thì mình nghĩ là bạn nên mua và đọc nó để gọi là có một cái nhìn tổng quan nhất. Còn đây chỉ là chắt lọc những cái ý rất là nhỏ trong cuốn sách đấy thôi. Và sau khi chia sẻ xong thì có một câu hỏi ở cuối buổi mà thầy có đặt ra cho bọn mình, đó là tìm ra điểm giống và khác nhau giữa cái phương pháp là sử dụng pháp trị cũng như là đức trị và hoặc là lễ trị. Vậy thì điểm giống và khác nhau ở đây là gì? Mình không biết quan điểm của bạn như thế nào, nhưng ở trên lớp thì bọn mình mới chia sẻ với nhau một vài quan điểm khá là nhỏ thôi. Thì về điểm giống nhau đó là cả hai là dù là pháp trị hay là lễ trị thì đều có cái thứ bậc hoặc cấp bậc ở đấy. Với pháp trị thì cấp bậc ở đây là chia theo cái mức độ nguy hiểm và mức độ nghiêm trọng của mỗi một cái hành vi để có cái khung xử phạt nó khác nhau, đúng không? Còn với lễ trị thì là chúng ta có những cái cấp bậc về con người, những cái thứ bậc về các địa vị xã hội để có thể áp dụng cái hình, những cái hành để chúng ta có thể hành lễ một cách khác nhau nữa. Thì đấy là điểm giống nhau cơ bản đầu tiên. Còn về điểm khác nhau thì sao? Khác nhau thứ nhất là về đối tượng áp dụng. Với phương pháp sử dụng pháp trị thì mình nên dùng với những người nào mà có tầng lớp trí thức nó thấp hơn, bởi vì lúc đấy thì mình chỉ cần áp thưởng phạt cây gậy của cà rốt thôi. Còn với những người mà có học thức hơn một chút, có nhận thức lớn hơn một chút thì chúng ta nên sử dụng lễ trị, truyền cảm hứng cho người ta, mình kích trong gọi là mình khích lệ, mình làm sống dậy cái động lực tự thân từ bên trong. Đấy. Và cái yếu tố khác thứ hai nữa đó là về sự tự thân. Pháp trị là áp lực từ bên ngoài, là động lực từ bên ngoài, còn lễ trị là chúng ta khơi dậy nó từ bên trong. Đấy. Thế thì đấy là những cái mà mình chia sẻ với nhau trong tiết học khoa quản lý vừa rồi. Thì cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video, và những bạn nào đã dừng chân ở đây thì đừng quên để lại like, share và subscribe cho kênh YouTube của sinh viên Edic nha, để giúp bọn mình có nhiều động lực hơn để chia sẻ với các bạn nhiều kiến thức hơn trong những video sau. Cảm ơn mọi người vì xem cuối video. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Bye bye.